Thưa quý vị, trong quá trình chăn nuôi thủy sản, bà con nông dân thường đối mặt với nhiều khó khăn như giá thức ăn tăng cao, đầu ra bấp bênh. Điều này đã đặt ra vấn đề rằng cần có mô hình mới để giúp bà con nông dân giải quyết tốt bài toán kinh tế. Nổi bật trong những mô hình hiệu quả và được đánh giá cao là mô hình nuôi ếch thịt trong vèo kết hợp nuôi cá sạc răng trong ao đất tại ấp Vịnh Thành A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Mô hình nuôi ếch thịt trong vèo kết hợp nuôi cá sạc rằn trong ao đất được trạm khuyến nông thị xã Tân Châu thực hiện tại hộ anh Nguyễn Văn Đầy với quy mô thực hiện 50 m vuông vèo, bố trí hai vèo, mỗi vèo có diện tích 25 m vuông bố trí mũ bitis để làm giá thể cho ếch trên diện tích 700 m vuông ao đất. Trước khi thả giống cá sạc rằn, ao nuôi phải được xử lý diệt khuẩn, sau 10 ngày mới bắt đầu thả ếch giống. Với quy mô 500 m vuông bèo sẽ tiến hành thả 6.000 con ếch giống, mẫu 120 con một ký và thả 50 kg cá sặc rằn, mẫu 100 con một ký. Chất lượng giống của con ếch rất là quan trọng. À, khi bà con mua giống ếch đó, thì bà con phải uh, liên hệ với cái chỗ sản xuất giống mà gọi là có chất lượng. À, bởi vì nếu mà con ếch mà mình bắt mà cái, cái trên xây á, thì nó sẽ rất là mau lớn, còn mình bắt dưới xây thì nó sẽ chậm lớn hơn tại vì ếch thịt nó nhiều. À, một cái điểm lưu ý trong vấn đề nuôi ếch để mà thành công á, thì mô hình nuôi bà con phải có ít nhất là từ 2 đến 3 dèo để mà mình phân đàn tại vì con ếch mà nó phân cỡ con lớn nó sẽ ăn thịt con nhỏ thành ra là mình phải phân đàn để mình nâng được cái tỷ lệ sống cái thứ ba đó là cái cái quản lý cái chất lượng nước bà con cũng phải lưu ý phải sạch tại vì nếu mà cái nước mà nó dơ thì con ếch nó dễ bị bệnh chứng hơi sinh bụng và khi mà mình nuôi ở ngoài ao hoặc là mình nuôi trên bể đó, thì bà con phải lưu ý đến cái cái nhiệt độ nếu mà cái bể nuôi mình mà hoặc là cái dèo mình mà nắng quá nóng á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con ếch nếu mà nắng nóng quá thì mình phải che mát bằng cái lưới lan chẳng hạn à, và trong quá trình nuôi á, thì phải bổ sung men tiêu hóa hàng ngày à, để chống được cái bệnh chứa hơi sinh bụng và tăng cường sức đề kháng con ếch bằng vitamin C à, 3 ngày trên một tuần Thực hiện nuôi ếch thịt trong vèo kết hợp nuôi cá sạc rằn trong ao đất theo đánh giá sự phát triển của ếch và cá rất tốt trọng lượng bình quân của ếch là 230g một con với giá thị trường khoảng 40.000 đồng một ký, sau khi trừ các chi phí mang về lợi nhuận hơn 9 triệu đồng. Hiệu quả dễ nhận thấy khi thực hiện mô hình, bà con nông dân sẽ dễ dàng xoay vòng nhanh đồng vốn vì thời gian nuôi ngắn, đồng thời nguồn thức ăn của các sạc rặng trong ao cũng đã được tận dụng. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi ếch, không chỉ quan tâm đến chọn con giống ban đầu, nguồn nước trong ao đảm bảo, bà con nông dân cần quan tâm đến lượng thức ăn cung cấp phù hợp, để được xem là yếu tố quan trọng, góp phần tạo sự phát triển đồng đều cho ếch đồng thời phòng tránh được các dịch bệnh có thể thấy rằng mô hình nuôi ít thịt trong bèo kết hợp nuôi cá sặc răng trong ao đất sẽ là mô hình tiềm năng và mang lại hiệu quả kinh tế cao khi bà con nông dân thực hiện đảm bảo các bước quy trình được hướng dẫn để hạn chế thấp nhất tình hình dịch bệnh xảy ra trên ếch và đảm bảo quá trình phát triển đồng đều của ếch đồng thời sự đồng hành hỗ trợ của ngành chuyên môn sẽ là điều kiện giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình trong thời gian tới